đài VNTV, Phương Quỳnh đang có mặt tại tiệm Happy Time Tea nhân ngày lễ khai trương của tiệm. Tiệm này do một chủ nhân là người Việt, đánh dấu sự thành công của người Việt trên nước Mỹ. Phương Quỳnh kính mời quý khán thính giả theo chân Phương Quỳnh vào trong xem là có gì đặc biệt nha. Đến với tiệm Happy Time Tea, ở đây có rất nhiều loại nước khác nhau. Một là nước trà sữa hoặc là có đủ loại mùi vị khác nhau trà sữa mà quý vị có thể order được. Ngoài ra đặc biệt ở đây là có những loại sinh tố với trái cây tươi. Tại tiệm, quý vị có thể kiếm được những loại bánh như bánh crepe ngọt mà quý vị có thể order nhâm nhi với bạn bè nếu quý vị nào không muốn uống nước. Ngoài ra ở đây còn có acai hibo và smoothie. Acai hibo quý vị biết là bây giờ rất là nổi tiếng và rất là thịnh hành tại vì rất là tốt cho sức khỏe với nhiều loại trái cây tươi. Bữa nay tôi order sinh tố bơ nhưng mà tại vì thích sầu riêng đó. Hôm nay có đầy bơ sầu riêng, rất là ngon, rất là béo. Bảo đảm là uống cái này là sẽ nhớ đời. Ngoài ra như Phương Quỳnh đã nói là ở đây có tất cả những loại trà sữa với nhiều mùi vị khác nhau, quý vị có thể order theo sở thích của mỗi người. Milk tea with mango juice poppers and crystal boba. Okay. Do you like those mango juice poppers? I do. They're very sweet and they complement the mango tea very well. Và như Phương Quỳnh nói lúc đầu là tiệm này là do một người Việt Nam làm chủ thì cà phê là không thể thiếu trong tiệm được. Quý vị ở đây kiếm được những loại cà phê sữa đá, cà phê đen rất là đặc trưng của người Việt Nam chúng ta. Last week I had avocado and durian with boba, the smoothie. It was really good. It's the one thing about smoothie drinks and any other drinks that I would take is that I don't like it too sweet. And they make it not sweet here. Even coffee, I had coffee today, and usually Vietnamese coffee is pretty sweet, but this one is just perfect. Đặc biệt là ở tại Happy Time Tea này thì chúng ta cũng có thể order cái ly này. Oh, rất là ngon, đây là trà mango, xoài, với lại có me nữa. Rất là ngon, nếu như quý vị muốn thử cái món này rất là đặc biệt. Bảo đảm là không có chỗ nào khác có được. Mời quý vị đến Happy Time Tea thì cùng thưởng thức món trà mango. Quý vị đang thấy trên bàn Phương Quỳnh có hai món có thể gọi là đặc trưng của cái tiệm này. Đó là sinh tố bơ với sầu riêng và món bánh crepe mới ra nóng hổi luôn quý vị. Ở đây là Phương Quỳnh có bánh crepe Nutella với strawberry là rất là nóng và nhìn rất là ngon miệng quý vị ơi. Cho nên là nếu quý vị nào tới đây thì món sinh tố bơ với sầu riêng là phải thử. Hoặc là quý vị nào không muốn uống nước thì mình có thể order những loại bánh crepe ăn khác nhau cũng được.